đạo quỷ, địa ngục trần gian của hàng chục nghìn tù nhân. Ở ngoài khơi Guyane thuộc Pháp, có một quần đảo đặc biệt chuyên giam giữ và lưu đày tù nhân hình sự và chính trị, gọi là Salvation, quần đảo cứu thế. Nổi tiếng nhất trong quần đảo này chính là đạo quỷ, địa ngục trần gian của hàng chục nghìn tù nhân. Trong suốt hơn 100 năm, có tới hơn 70.000 người đặt chân tới đây và chỉ vài trường hợp may mắn sống sót hoặc trốn thoát thành công. Nơi giam giữ hàng chục nghìn tù nhân. Guyane thuộc Pháp là một tỉnh hải ngoại của Pháp, nằm ở góc Đông Bắc Nam Mỹ. Thời trước chỉ có thổ dân châu Mỹ sinh sống tại nơi đây. Sau khi người Pháp đặt chân đến đây vào thế kỷ 17, quần đảo Salvation, tên tiếng Pháp là Île du Salut thuộc Guyane, đã được dùng làm nơi giam giữ tù nhân. Chính quyền Pháp xây một hệ thống nhà tù từ năm 1852 đến năm 1951 ở ba đảo thuộc quần đảo Salvation, bao gồm đảo Quỷ, đảo Royal và đảo Saint Joseph, để thỏa mãn hai nhu cầu, một là biệt giam phạm nhân, hai là đưa dân sang đây khai phá đất hoang. Các hệ thống nhà tù chính và khắc nghiệt nhất nằm ở đảo Quỷ. Sau đó, Martinia, tàu chở tù nhân hoạt động đầu thế kỷ 20, đã đưa nhiều phạm nhân đến đây. Theo News, chỉ trong vòng 100 năm đã có khoảng 70.000 người bị đày tới đảo Quỷ, bao gồm cả tội phạm chính trị và hình sự. Với những bản án nặng nề, hầu hết người đến đảo Quỷ đều không thể rời khỏi đây. Ước tính 40% tù nhân đã chết trong năm đầu tiên, chỉ có 5.000 người còn sống sót đến ngày tại ngoại. Chặng đường di chuyển tới đảo Quỷ cũng vô cùng khắc nghiệt, nhiều người đã bỏ mạng khi chưa lên đến đảo. Một số khác thì bị giết chết khi đánh nhau trong những chiếc cùi sắt khóa chặt trên thuyền. Nhiều người thậm chí còn bị tạt axit và xì hơi nóng do không tuân lệnh trên tàu. Một ngày ở khu trại tù trên đảo Quỷ rất dài và khắc nghiệt. Tù nhân phải làm các công việc nặng nhọc như xây dựng nhà tù hay bệnh viện 12 tiếng một ngày, từ 6 giờ sáng tới 6 giờ tối. Không những vậy, họ còn phải sống trong những căn buồng bẩn thỉu, chật chội, với chiều dài vỏn vẹn 2m, chiều rộng 1m8. Ban ngày, tù nhân bị xích chân, đến đêm thì họ bị còng tay. Với điều kiện sống khắc nghiệt, nhiều tù nhân trở nên gầy guộc, trông như những bộ xác khô, số khác chỉ biết nằm chờ chết. Một cai ngục từng làm ở nhà tù trên đảo Quỷ cho biết, sau khi tù nhân chết, xác của họ sẽ bị ném xuống biển và cá mập sẽ lao tới thi nhau xâu xé. Địa ngục trần gian, đi dễ, khó về. Các tù nhân trên đảo Quỷ luôn phải sống trong nỗi khiếp sợ. Họ tìm mọi cách đào thoát khỏi hòn đảo địa ngục này, nhưng điều đó còn khó hơn lên trời. Bởi nếu mà không bị dòng nước nguy hiểm bao quanh đảo nhấn chìm cho tới chết, họ cũng sẽ lạc tới một khu rừng rậm nguy hiểm không kém. Suốt một thời gian dài, chỉ có vài tù nhân được ghi nhận đã trốn chạy thành công. Năm 1901, Clément Duval, một tù nhân người Pháp, đã vượt ngục và tìm được nơi trú ẩn ở New York của Mỹ để sống nốt quãng đời còn lại. Ba người Pháp khác tên là François Fromm, Paul Renucci, Raymond Vold và một người Italy tên là Giovanni Battistot cũng đã dùng thuyền đào tẩu khỏi đảo Quỷ. Sau đó, dạt đến quần đảo Virgin của nước Mỹ vào năm 1936. Dù đã đào thoát thành công, nhưng nỗi ám ảnh về đảo Quỷ vẫn đeo bám họ tới cuối cuộc đời. Đảo Quỷ bắt đầu thu hút sự chú ý của dư luận từ khi bộ phim Papillon, người tù khổ sai ra mắt vào năm 1973. Tác phẩm dựa trên hồi ký cùng tên của Henri Charrière, một nhà văn Pháp từng bị kết án vì tội giết người và bị đày tới Guyane thuộc Pháp. Trong cuốn hồi ký, Henry nói rằng mình bị giam trên đảo Quỷ, trải qua cuộc sống chẳng khác gì địa ngục, bị đánh đập, thiếu ăn và dường như không có quyền làm người. Sau đó, ông đã dùng một túi dừa để làm thuyền, trốn khỏi hòn đảo chết chóc cùng một tù nhân khác tên là Sylvain. Họ may mắn trôi dạt được vào bờ, nhưng sau đó Sylvain đã bị bỏ mạng bởi cắt lúng. Những người may mắn hơn sẽ được tại ngoại và rời khỏi đảo Quỷ, nhưng họ buộc phải ở lại Guyane thuộc Pháp để khai khẩn đất hoang. Cuộc sống dù được tự do hơn trước nhưng dường như họ vẫn bị cách ly với thế giới bên ngoài, phải chôn chân ở nơi không có điện, không có nước và công trình công cộng. Mãi tới tận sau này khi được chính phủ Pháp quan tâm hơn, đời sống của các cựu tù nhân mới cải thiện phần nào. Trở thành địa điểm tham quan thú vị. Về sau, việc đày đọa tù nhân đã không còn xuất hiện tại Pháp, vì thế quần đảo Salvation đã bị bỏ hoang một thời gian, cây cối phủ kín các lối đi. Sau này, vì sự tò mò của nhiều du khách,
nên các di tích nhà tù trên đảo Salvation nói riêng và quần đảo Salvation nói chung đã được chính phủ Pháp biến thành nơi tham quan du lịch. Tại đây, một số khách sạn, một nhà hàng và quán bar đã được xây từ tàn tích của một nhà tù. Du khách có thể tham quan nhà tù cổ, nghĩa trang cổ, nơi có hàng trăm mộ tù nhân và khoảng 30 ngôi mộ của những đứa trẻ từng sống trên đảo. Do điều kiện khắc nghiệt nên con cái của nhiều gia đình cai ngục không thể sống quá một tuổi. Nếu không thể ra quần đảo Salvation, du khách có một lựa chọn thay thế, đó là nhà tù San Laurent du Maroni bên bờ sông Maroni. Đây là nơi giam giữ tạm thời những tù nhân Pháp sau 20 ngày vượt Đại Tây Dương, trước khi họ chuyển tới những nhà tù, trại lưu đày khác, trong đó có quần đảo Salvation. Một nửa khu phức hợp này mở cửa miễn phí và du khách cần trả thêm 8 euro nếu muốn tham quan đầy đủ các phòng triển lãm. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!